Dạ, Nhật Ý xin thân ái kính chào quý khán thính giả của đài IBC. Hôm nay Nhật Ý xin giới thiệu quý với quý khán thính giả có sự hiện diện của giáo sư Phạm Vân Bằng và dược sĩ kỹ sư Lại Việt Nga. Dạ xin chào hai cô. Xin hai cô có lời chào đến quý khán thính giả của đài IBC ạ. Xin chào Nhật Dạ, Ý. xin chào Nhật Ý và xin chào khán giả. Xin kính chào khán thính giả của đài IBC. Hôm nay có quý cô Phạm Vân Bằng và Lại Việt Nga tới đây để giới thiệu với quý khán thính giả một chương trình rất là đặc biệt, đó là Trung tâm Sinh hoạt Điều Ngự. Thì cô giáo sư Phạm Vân Bằng đây cũng là giám đốc của trung tâm và cô dược sĩ Lại Việt Nga là thủ quỹ của trung tâm. Như vậy thì xin cô cho biết là lý do tại sao mà thành lập trung tâm sinh hoạt điều ngự, dạ thưa cô ạ. Kính thưa khán thính giả, thưa Nhật Ý, nhị vị hòa thượng Thích Viên Lý và Thích Viên Huy bao nhiêu năm nay đã từng muốn có những cái trung tâm, những cái sinh hoạt tại chùa Điều Ngự cũng như là chùa Diệu Pháp ở trên San Gabriel, nhưng mà vì Phật sự đa đoan và sự thành lập xây dựng chùa cho nên cho tới bây giờ hai ngài mới liên lạc với chúng tôi để muốn thành lập những lớp dạy tiếng Anh hay là luận thi quốc tịch trước tiên, bởi vì có những nhu cầu nhiều người đã hỏi quý thầy là muốn có những lớp học như vậy, cho nên để đáp ứng cái nhu cầu đó thì chúng tôi đã dạy học 33 năm ở Mỹ và mười mấy năm ở Việt Nam dạy Anh văn. Cho nên thầy bảo rằng là thầy muốn có lớp như thế này, cho nên lớp tài nguyên sẵn có nên có thể sử dụng được, và thầy đã bổ nhiệm chúng tôi làm giám đốc của trung tâm. Thì do cái nhân duyên mà chúng tôi đã có được với lại tất cả các bạn bè ở trong cộng đồng cũng rất là đông, quý vị đã tiếp tay để cùng vào trung tâm làm việc phụng sự Ba Tánh và Phật Pháp. Thì chúng tôi nghĩ rằng là những cái việc làm cho Ba Tánh, cho cộng đồng sẽ đem lại hạnh phúc cho chính mình, vì làm cho mọi người vui và đáp ứng được những nhu cầu mà mọi người đang cần. Thành ra là xin dược sĩ kỹ sư Lại Việt Nga cho biết là chúng ta đã có tổ chức được những lớp học như thế nào? Dạ, chúng tôi có thứ nhất là có hai lớp vui học Anh ngữ thực dụng. Lớp lớp A thì là bắt đầu ngày ngày mùng 5 tháng 8 vào thứ tư từ 10 giờ cho tới 12 giờ. Còn lớp B thì ngày thứ sáu, ngày 7 tháng 9 từ 9 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng mỗi tuần. Thì Tức giáo là sư hai lớp cái ngày đầu tiên mình khai giảng đấy phải không ạ? hai ngày đầu tiên khai Dạ. giảng, ngày đầu tiên là ngày bắt đầu tháng 9 đó, thì do giáo sư Phạm Vân Bằng lớp A có dược sĩ Kim Lan phụ trách, và lớp B thì có giáo sư Trần Thị Tư Hiền và dược sĩ Kim Lan phụ trách. Tôi còn có một lớp luyện thi quốc tịch khai giảng thứ tư ngày 5 tháng 9 từ 1 giờ chiều cho tới 3 giờ chiều mỗi tuần, do giáo sư Phạm Vân Bằng và sư cô Viên An với lại huynh trưởng Quang Cường phụ trách. Như vậy tức là thứ tư đó thì buổi sáng thì có lớp Anh văn, và buổi chiều đó 1 giờ thì có lớp quốc tịch, thi quốc tịch, luyện thi quốc tịch. Một lớp yoga thì do huấn luyện viên chuyên môn Puok Safa đảm trách, khai giảng vào ngày 4 tháng 9 từ 10 giờ tới 11 giờ 30 và mỗi sáng thứ ba mỗi tuần. Lớp cười thư giãn do bác sĩ Lý Quốc Bằng đảm nhiệm thì vào ngày thứ hai và thứ tư
thứ hai ngày mùng 3 tháng 9 và thứ tư ngày mùng 5 tháng 9 từ 7 giờ sáng tới 8 giờ sáng. Và mỗi tuần là đều có hai ngày, thứ hai và thứ tư sau đó ạ. Thưa quý vị, chúng tôi còn có những cái lớp đặc biệt và những sinh hoạt đặc biệt khác. Một cái lớp mà có lẽ đòi hỏi hơi có một chút đòi hỏi hơn là quý vị phải biết tiếng Anh và phải có computer. Đó là lớp gì nhỉ thưa? Dạ, lớp đó là lớp hình luật sơ đẳng 1. Thì trong lớp này đó thì là các học viên sẽ được học sơ lược về tiến trình của một vụ án hình sự, từ khi bị cảnh sát bắt giam tới việc xử án trước tòa, những hậu quả của việc bị tuyên án có tội và những hậu quả lâu dài sau khi thọ án. Tìm hiểu ý nghĩa và áp dụng các điều luật hình sự hay là các bộ luật khác liên hệ tới thủ tục xin hóa bỏ án hình sự đối với một số tội phạm. Với những điều kiện và tài liệu cần thiết phải có trước khi nộp đơn xin xóa bỏ bản án tội phạm, lớp học sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh, đôi khi có thêm tiếng Việt. Các học viên phải cần phải biết đọc và biết viết tiếng Anh và tiếng Việt. Phải có computer hay laptop để thực tập ngay trên computer của lớp học. Và sau khi hoàn tất thì các hội viên sẽ đồng ý để giúp đỡ điền đơn xin xóa bỏ bản án hoàn toàn miễn phí cho đồng hương hay là thân nhân. Kính thưa quý vị, cái lớp học này khá đặc biệt bởi vì chưa bao giờ có cái vấn đề này được nêu ra ở trong cộng đồng chúng ta. Rất nhiều người có án nhưng mà không có bao giờ nghĩ đến cái chuyện là mình có thể được xóa bỏ hoàn toàn cái bản án đó. Cho nên nếu mà làm được như vậy thì bản án sẽ được xóa bỏ và chắc là mọi người sẽ rất là vui lòng. Thì hy vọng là khi những học viên học xong lớp này sẽ giúp cho những thân nhân, bạn bè hoặc là những người quen có thể thực hiện được cái điều mong ước đó. Dạ, tôi xin thêm, tức là lớp học, đặc biệt lớp học này thì sẽ do chánh án Nguyễn Trọng Nho và các luật sư Nguyễn Văn Quỳnh Hương, nguyên phó trưởng lý Bộ Tư pháp California, nguyên phó biện lý quận Santa Clara và luật sư Naomi Nguyễn, một người đã hành nghề chuyên về hình luật trên 20 năm cùng giảng dạy. Rồi chúng ta sẽ có những cái hội luận sau đó về những vấn đề luật pháp với nhiều luật sư thiện nguyện khác, thưa quý vị. Dạ, kính thưa cô, như vậy thì nghe những cái chương trình rất là hay như là luyện thi quốc tịch, rồi học tiếng Anh, rồi những lớp về luật để một người mà phạm luật làm sao xóa bỏ, như vậy thì lớp học có đóng lệ phí gì hay không, dạ thưa cô ạ? Dạ, cảm ơn cô. Thưa, hoàn toàn miễn phí, bởi vì nhà chùa chủ trương là đáp ứng những nhu cầu của mọi người, mà có những mạnh thường quân hoặc là những người bảo trợ hy vọng là sẽ giúp cho chúng tôi thành công trong việc thiết lập những cái lớp này để cho các học viên đến học thật là thoải mái mà không cần phải lo đóng tiền. Dạ, như vậy thì rất là hay. Dạ, kính thưa cô, trong ban điều hành của trung tâm thì gồm có những thành phần nào, dạ thưa cô? Thưa Nhật Ý, thưa quý vị khán thính giả của đài IBC cũng như là những tổ chức khác, chúng tôi có ban điều hành gồm có ban giám đốc, thì có chúng tôi là giám đốc và hai phụ tá là cô Thu Thủy và thầy Đặng Ngọc Sinh, ban cố vấn và ban bảo trợ, ban tài chính, ban giảng huấn gồm tất cả những người thiện nguyện có rất là nhiều kinh nghiệm và tâm đạo, nhiều tâm đạo
và có tên tuổi ở trong cộng đồng. Quý vị sẽ làm quen với tất cả những thành viên của trung tâm trong một ngày rất gần đây. Và những sinh hoạt sẽ bắt đầu trong vòng đầu trong tháng 9, thưa quý vị. Dạ, xin cảm ơn hai cô. Xin quý vị hoan hỷ đừng rời máy. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.